thứ bảy tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 19 từ câu 38 đến câu 42. Sau đó, ông Giô-sép người Arimathê xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giô-sép này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp nhận. Vậy ông Giô-sép đến hạ thi hài người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thủa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa có thánh giá, con người cũng có thánh giá. Thiên Chúa tự nguyện nhận lấy thánh giá khi tự chấp nhận tế hiến con một của Ngài. Và Chúa Giêsu Kitô, người con duy nhất của Thiên Chúa, đã tự nguyện xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, để chính mình hiến thân chết trên thánh giá, làm lễ tế cứu độ vô song cho con người. Khi chấp nhận thánh giá, Chúa Giêsu để người ta treo mình trên đó. Chúa Giêsu đã làm cho cây gỗ biến thành biểu tượng của Kitô giáo. Để rồi, sau khi Chúa Kitô chết trên thánh giá, nếu con người chạm phải đau khổ trong đời mình, họ coi việc chấp nhận đau khổ là việc họ chấp nhận vác thánh giá làm một cùng với Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, họ hiểu lời mời gọi của Chúa Kitô: "Hãy bỏ mình vác thánh giá mình mà theo ta." Không phải là một lời mời gọi vác cây gỗ hình chữ thập, nhưng là lời mời gọi hãy vui lòng chấp nhận gian truân thử thách, khổ đau của đời họ, để nên một với người, nên một trong đau khổ của người, cứu độ chính họ, rồi cứu độ thế giới như người. Một khi chấp nhận thánh giá đời mình theo gương Chúa Giêsu Kitô là Chúa của đời họ, đó cũng là cách các Kitô hữu tự làm hoàn hảo đời mình trong ơn gọi của con Thiên Chúa với Đức Kitô. Đúng hơn, trong Chúa Kitô đi theo con đường mà người đã đi. Trong đó, con đường thánh giá là đỉnh cao của cuộc đời trần thế của người. Các Kitô hữu chúng ta sẽ cùng với Chúa Kitô kết hợp với thánh giá của mình nơi thánh giá của Thiên Chúa, Đấng đã tế hiến chính mình nơi Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá. Dù thánh giá là điều mà người Do Thái coi là ô nhục, dân ngoại cho là điên rồ đi nữa, thì đó vẫn là niềm hạnh phúc, là vinh dự của chúng con, bởi chúng con biết và xác tín sâu xa, cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Xin ban ơn giúp sức để chúng con can đảm vác thánh giá, tiến về sự sống muôn đời bền vững trong Chúa. Amen.